Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ, đó là điều cả thế giới đều công nhận. Nhưng chức vô địch của Argentina ở World Cup 2022 có dấu ấn không nhỏ từ thủ môn hay nhất giải đấu Emiliano Martinez. Người hùng trong khung gỗ để canh giữ giấc mơ vô địch cúp thế giới của Messi và các đồng đội. Đặc biệt, tay thủ môn này được xem là ông trùm trên chấm luân lưu. Hình ảnh Emiliano Martinez ăn mừng sau cú sút luân lưu hỏng của Tchouaméni sẽ còn sống mãi với người hâm mộ Argentina, đồng thời là thứ mà người Pháp khó có thể nuốt trôi. Thủ thành 30 tuổi kết thúc giải đấu đáng nhớ trên đất Qatar với danh hiệu găng tay vàng cùng màn ăn mừng ngạo nghễ, điều làm nên hình ảnh khác biệt trong một tập thể xứng đáng chạm tay tới vinh quang. Có hai điều để nói về Martinez. Đầu tiên, anh là chàng trai vùng biển trong một gia đình có truyền thống đánh bắt cá. Thứ hai, cầu thủ này sang Anh khi mới 17 tuổi. Có lẽ sóng gió của biển cả và sóng gió của cuộc đời đã nhào nặn lên tính cách của Martinez hiện nay. Một gã ưa nổi loạn nhưng bản lĩnh và đầy khí chất. Những năm tháng sống trong bóng tối từ khi còn trẻ đã dạy cho thủ thành này hiểu rằng chỉ có sự xù xì gai góc và cả những chiêu trò láu cá mới giúp anh đứng vững được ở mảnh đất sương mù đầy sóng gió. Ký hợp đồng với Arsenal năm 2012, nhưng Martinez mất 7 năm bị cho mượn đến các đội hạng dưới. Anh chỉ bắt 38 trận chính thức cho đội bóng thành London trong 8 năm và chỉ ra sân phần lớn ở các trận giao hữu, các tour du đấu. Năm 2013, Martinez từng góp mặt trong trận giao hữu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Những điều đó không ngăn cản thủ thành 30 tuổi thăng tiến mạnh mẽ trong 2 năm qua. Năm 2020, Martinez đầu quân cho Aston Villa để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Một năm sau, anh mới được ra mắt đội tuyển. Dibu lập tức vô địch Copa America 2021, giật găng tay vàng ở giải đấu đó sau khi đẩy được hai quả phạt đền trong trận bán kết hạ Colombia và giữ trắng lưới trước Brazil ở chung kết. Một năm sau, Martinez vô địch World Cup, lại đoạt găng tay vàng và được nhắc đến với tài bắt phạt đền. Martinez mang trọn tính cách của một cầu thủ Argentina điển hình. Anh vừa tài năng, vừa tinh quái và nổi loạn. Lên mục nhận giải găng tay vàng, Martinez là một hành động xấu xí trong mắt nhiều cổ động viên trung lập. Anh tiến đến an ủi Kylian Mbappe, nhưng trước và sau đó thì liên tục khiêu khích ngôi sao của đội tuyển Pháp. Khi Mbappe chê bai chất lượng bóng đá Nam Mỹ không bằng châu Âu, Martinez nói tiền đạo sinh năm 1998 chưa đủ tuổi để phán xét. Trong phòng thay đồ sau chung kết, Martinez tham gia màn nhảy múa của tuyển Argentina, liên tục hét lớn: "Thứ này dành cho kẻ đã chết Mbappe", và còn kêu gọi toàn đội dành một phút mặc niệm cho số 10 của đội tuyển Pháp. Martinez cũng không ngần ngại công kích của huấn luyện viên Louis van Gaal, do nhà cầm quân Hà Lan tự tin nói trước tứ kết rằng nếu phải đá luân lưu, Hà Lan sẽ có lợi thế. Sau khi chứng minh điều ngược lại, Martinez đã chỉ tay vào van Gaal và xỉa sói huấn luyện viên 71 tuổi trên đường rời sân. Đó không phải là một hành động phải phép trong mắt của số đông, nhưng mang lại động lực lớn cho nhiều đồng đội ở Argentina, tăng adrenaline chiến đấu trong họ. Trong đó có Lionel Messi và thậm chí cả huấn luyện viên Lionel Scaloni. Messi đã mô tả Martinez là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Đội trưởng của Argentina nói: "Chúng tôi biết khi các trận đấu bị kéo đến những quả phạt đền, Emiliano sẽ làm cho mọi thứ có lợi cho chúng tôi." Điều Messi nói không chỉ bao hàm tài năng của Martinez, mà còn như đòn tâm lý kỳ lạ mà thủ thành này đánh vào các đối thủ. Hay nói cách khác, thủ thành Martinez sẽ làm mọi cách để cầu thủ đối phương sút trượt. Chỉ có Aurélien Tchouaméni mới biết liệu Emiliano Martinez có đọc vị được mình hay không. Người Pháp bị dẫn trước sau khi Martinez cản phá thành công cú đá của Kingsley Coman. Trọng trách đè nặng lên vai của tiền vệ 22 tuổi, người thực hiện loạt đá gần như quyết định để xác định đội vô địch World Cup. Với phong thái tập trung, Tchouaméni đi từ vòng tròn trung tâm đến chấm đá phạt. Trong lúc đó, thủ môn Argentina đứng chờ, tay cầm bóng và phía sau khung thành của anh là những đám đông đang phát cuồng. Thay vì đưa bóng cho đối thủ, thủ môn này lại ném bóng sang một bên và buộc cầu thủ trẻ phải đi đường vòng để nhặt bóng trước khi bước lên chấm phạt đền. Anh như muốn nói, tôi chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng bạn vẫn phải đá quả này. Tchouaméni thực hiện quả đá phạt đền không tốt, khiến Pháp gặp bất lợi. Martinez, sau khi biết mình là người chiến thắng, tiếp tục trêu tức đối thủ bằng động tác ăn mừng nhún vai trong khu vực 5,5m. Thậm chí trước đó, khi Kylian Mbappe và Coman đặt bóng để thực hiện quả đá phạt, Martinez đã rất lọc lõi khi cố gắng làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của họ bằng cách yêu cầu trọng tài Simon Marciniak kiểm tra lại chắc chắn vị trí bóng được đặt. Argentina cuối cùng cũng đã giành được chức vô địch World Cup sau bao năm chờ đợi. Tuy nhiên, người đàn ông với biệt danh là Dibu sẽ phải đối mặt với nhiều tranh cãi sau màn ăn mừng không vừa mắt với nhiều người khi nhận giải thưởng găng tay vàng. Màn ăn mừng này khiến một quan chức Qatar đứng cạnh anh lúc đó tỏ ra thất vọng.
Thủ môn 30 tuổi của Argentina từng được biết đến là một người không thiếu những chiêu trò để làm đối thủ sao nhãng trên chấm phạt đền. Trong loạt đá luân lưu với Colombia tại bán kết Copa America 2021, Martinez đã từng cản được cả 3 quả đá penalty của đối phương. Anh đã có những lời khiêu khích và gần như là chế nhạo các cầu thủ Colombia, góp phần khiến cho đối thủ sút hỏng. Vài tháng sau, Martinez là nhân tố quan trọng trong việc giúp Aston Villa giành chiến thắng trước Manchester United tại Old Trafford. Ở trận đấu đó, đội chủ nhà được hưởng một quả 11m ở những phút bù giờ. Người thực hiện quả phạt đền là Bruno Fernandes. Thủ môn đội tuyển quốc gia Argentina liên tục có những hành động cầu xin Cristiano Ronaldo thực hiện quả phạt đền, khiến cho Bruno Fernandes buộc phải đứng và chờ đợi. Tiền vệ này sau đó đã đưa bóng đi vọt xà ngang. Martinez ngay lập tức trêu tức người hâm mộ Man United ngay trước khu vực khán đài của họ. Sau khi Argentina giành chiến thắng trong loạt luân lưu trước Hà Lan ở tứ kết World Cup, thủ thành này lại có những hành động tương tự. Anh ăn mừng một cách cuồng nhiệt trước mặt người hâm mộ của đối thủ sau khi cản được cú đá từ Steven Berghaus. Trọng tài Mateo Lahoy bị chỉ trích khi không có những án phạt dành cho thủ môn sinh năm 92. Nếu đội trưởng kiêm thủ môn của đội tuyển Pháp Hugo Lloris có thể cản phá thành công những cú đá của Argentina, thì có lẽ Tchouaméni đã không phải nuối tiếc. Việc Martinez sau đó bị thẻ vàng khi tiếp tục có những động thái gây phân tâm Randall Kolo Muani đã diễn ra quá muộn, bởi người Pháp không còn giữ được cái đầu lạnh cần có trong loạt sút luân lưu. Kolo Muani dù ghi bàn, nhưng đó lại là quả phạt đền cuối cùng của đội thua cuộc. Tôi đã làm việc của mình, điều mà mình hằng mơ ước, Martinez nói về những mánh khóe của mình trong loạt đá luân lưu. Không thể có một kỳ World Cup nào mà tôi mơ ước như thế này. Tôi đã bình tĩnh trong suốt các quả phạt đền. Giấc mơ của người này lại là ác mộng của người khác. Những chiêu trò của Emiliano Martinez trong trận đấu quyết định có thể gây ra tranh cãi. Nhưng cần phải nhớ chính anh là người đã cản phá xuất sắc cú sút của Kolo Muani ở phút cuối cùng của hiệp phụ. Không thể phủ nhận rằng Martinez có thể sẽ bị ghét, nhưng đó mới chính là phong cách của thủ môn số 1 World Cup 2022. Messi được vinh danh là cầu thủ hay nhất World Cup 2022, nhưng Martinez đã cho anh một điểm tựa tâm lý vững vàng để tỏa sáng. Thủ môn 30 tuổi có thể không đại diện cho phe chính nghĩa mà thuộc về phe hắc ám, nhưng anh sẵn lòng làm tất cả vì Messi và Argentina. Chúa đã chọn Martinez và thử thách hơn 8 năm trước khi đưa anh ra ánh sáng bằng 2 năm rực rỡ trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Đó cũng là số phận và một phần định mệnh của Gerd Messi ở World Cup lần này, như cái cách mà trận chung kết đã diễn ra.